Mùa khô ở Nam Bộ với thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi để bệnh dạy bùng phát mạnh nhất, đặc biệt là thói quen nuôi chó mèo thả trong, trong khi việc tiêm phòng vaccine cho vật nuôi chưa được nhiều người quan tâm. Mới đây nhất, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết trong ngày 19 tháng 3 ở huyện Đầm Trơi đã ghi nhận 3 người bị trường hợp chó dại cắn. Mà thời tiết nắng nóng ở Nam Bộ sẽ còn duy trì khoảng 1 tháng nữa, ngay trong 10 ngày tới thì ở khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể ghi nhận 35, 37 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ nóng nhất là 32, 35 độ. Trước những dự báo như thế, đề phòng bệnh cho vật nuôi, Bộ Y tế khuyến cáo bà con cần phải tiêm phòng vắc xin dạy cho chó và mèo và nhắc lại hàng năm, không thả trong chó mèo và đeo trọ mõm cho chó khi ra đường, không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo. Xin nhấn mạnh, Bệnh dạy là bệnh lây sang người và hiện chưa có thuốc điều trị. Nếu không ai bị nhiễm sẽ tử vong. Vì thế, những ai nghi bị chó dại cắn, cần phải lập tức tiêm ngừa vaccine dạy đủ liều theo sự hướng dẫn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con.